Vâng, như vậy là chúng ta sẽ bắt đầu trận đấu với cú đánh đề ba là của Chozo. Một trận đấu của Chozo và Philippotas thật sự là một trận đấu không thể không đáng xem được. Cú đánh đề ba không có điểm của Chozo. Điều để nói về hai cái tên Chozo và Philippotas thì trận đấu ở vòng 1/28 này là một trận đấu phải nói là hai ông kẻ đánh với nhau rồi. Kutat thì có vẻ như là không còn quá xa lạ đối với chúng ta nữa. Cũng như là Chozo thì là một cái tên khi nhắc về B-Bay thì ai có lẽ như ai cũng phải biết thôi. Nói về cái thị trường Việt Nam thì hiện tại chúng ta đang dừng lại hai tay cơ ở vòng này và một tay cơ đang thi đấu. Ngày mai thì ba tay cơ Việt Nam sẽ đánh và cùng đánh vào khung giờ lúc 9 giờ. Điểm thứ hai dành cho Philippe Coutard. Tên đầy đủ là Philippos Casido. Nhưng mà thôi, đọc ngắn gọn là Cotat cho dễ ha. Như vậy thì Cotat hướng đến cho mình đó là một cú đánh trắng và ba băng. Có lon không hay là sẽ có một đánh gãy? Dạ, em xin chào anh Đức Thắng Hoàng Trong nha. Anh Mã Minh Cẩm đang đánh ở lùng 1 nha đây. Anh Mã Minh Cẩm thì đang đánh ở lùng 1 ạ. Với hình này thì cô Tát đang hướng đến cho mình là một cú đảo chăng? Một cú đảo dành cho Philippe Coutard. Quá hay, quá xuất sắc dành cho Coutard. Điểm thứ 5 rồi. Hình bi vẫn còn dễ chịu dành cho Coutard. Xin chào anh Đăng Nguyễn nha. Khi mà Chozo đề ba không có điểm ngay lượt cơ đầu tiên của mình thôi thì Chozo đang phải đứng trước một series của đối thủ, một series của Philippotas. Điểm thứ sáu dành cho tay cầu của Phượng Hoàng. Trận của anh Mã Minh Cẩm thì đang trực tiếp trên lùng 1 anh ơi. Cô Tát bây giờ chuẩn bị xuất sắc. Đúng hơn đó là một cú A băng chứ, xin lỗi. A băng chuẩn bị xuất sắc và có thêm hai điểm nữa dành cho Philippe Cô. Hai cọp đang đánh, một cọp sai lầm, một cọp thì đang bay. Với hình này thì hoàn toàn cô Tát có thể hướng đến cho mình là một cú đánh cúp dựng về hoặc là cúp bắt chí luôn hả.
Như vậy đó là một cú bắn bất chí không thành công dành cho Philippotas. Ông Seritap quá kinh khủng. Nhưng mà Chibi này bắt chí thì nói chung khó thiệt. Nhưng mà xanh cũng còn hở, có nghĩa là rớt vô gần khu vực dậu là vẫn có thể trúng. Một cú chạm 5 băng dành cho Chozo. Chozo chưa thể ghi điểm. Với hình bi như thế này thì cô ta chắc chắn là phải múa thôi. Nhưng mà múa như thế nào đây? Cùng chờ xem là cô ta liệu có thể có được cho mình hai điểm không. Như vậy thì Backside cũng ở trên khán đài và theo dõi trận đấu này. Có vẻ như là Backside xem trận và cổ vũ cho Philippe Coutard thôi, người đồng đội. Một tình huống hai điểm. Một cú gãy chưa thành công. Chozo thì cũng đang không phải là dễ dàng với điểm đầu tiên của mình ở trong trận đấu này. Còn ở trên góc khán đài vừa rồi thì chúng ta có thể thấy hình ảnh của Jong Suwin. Suwin cũng có theo dõi đội trưởng của mình. Set đấu đầu tiên đang là quá khó khăn dành cho cầu thủ của Greenford. Như vậy thì cô ta tiếp tục là hướng đến một cú hai điểm để xem là lần này múa chính xác chưa. Ui dư luôn, cúp dư luôn. Subin chừng nào đánh thì phải đợi em xem lịch thi đấu đã nha anh này, đợi em xíu nha anh Tuấn Bùi. Để xem là Subin dòng 32 đánh chưa. Đây rồi, Subin đánh rồi nha. Subin đánh rồi, bị loại luôn rồi. Subin thua Ben. Như vậy là Subin bị loại rồi nha anh ơi. Bị loại và thua Ben. Việt Nam thì hiện tại còn anh Cẩm đang đánh ở luồng 1, còn Mã Thiện Quang, còn Nguyễn Huỳnh Phương Linh, còn Nguyễn Đức Anh Chiến, cả ba cái tên này ngày mai sẽ đánh vào lúc 9 giờ tối, 21 giờ tối á. Yuram thì ngày mai đánh nha. Ngày mai Chayuram đánh gặp Bắc Minzu.
trong lúc chúng ta nói về lịch đấu thì cô ta đã có cho mình một cú đánh thành công để mang về điểm thứ hai. JB đánh kéo bốn bằng xuất sắc chưa? Đánh xòe tăng góc trúng. Bi này thì nói chung là đánh mặt nào của trắng cũng được hết. Sổ cũng được, mặt cúp cũng được. Tán ngang cũng ngon. Điểm thành công cho tay cờ của Phượng Hoàng và đó là điểm thứ 11. Nói chung là cô ta mới về lại cho nên là nói chung chắc sẽ hòa nhập nhanh thôi. Cô ta đang hướng đến cho mình là một series hình bi là đang mở. Với việc bi xanh chạy như thế này thì đang là một hình bi mà cô ta hoàn toàn có thể có cho mình ít nhất thêm một điểm nữa. Hình này là điểm 13 có sẵn rồi nè. Đúng là điểm 13 có sẵn. Liệu là có thể kết thúc dành cho cô Tát hay không? Có vẻ như là cô Tát đang nhìn vô bi trắng hả? Chiếc bi này liệu có thể A trắng được không? Như vậy thì cô Tát hướng cho mình đó là một cú A trắng. Có điểm là kết thúc luôn. Quá ghê gớm, quá xuất sắc dành cho Philippe Potat 15-0. Mấy cầu thủ tham gia tour Hà Nội thì chỉ có 6 người đánh ở tour này thôi nha. Còn những tay cơ còn lại thì không không có qua hàng đánh. Những cầu thủ Việt Nam đánh trong tour thi đấu lần này thì có thể kể đến như là Ngô Đình Đại, Nguyễn Đình Chiến, Nguyễn Huỳnh Phương Linh, Mã Minh Cẩm, Mã Thiên Quang và Nguyễn Nguyện. Tô Bách Kiêu thì không còn nha. Tô Bách Kiêu thì hiện tại là không có đơn vị nhà tài trợ đâu hết. Một set thắng phải nói là 15-0. Chiến thắng tròn chỉnh với 4 lượt cờ dành cho Philippe Potat. Trận này khả năng là có bên quá. Jojo với Kotat ai cũng hay á. Khả năng có bên cao. Để xem là cô tát với hình B3 này thì liệu ghi điểm được không đây. Như vậy thì giống với Chozoho, Philippe Cotat với hình D3 này thì cũng không thể ghi điểm.
Sanchez hả? Nếu mà là Sanchez thì đợi em xem lại lịch đã. Hỏi về thông tin Sanchez đánh chừng nào thì đợi xíu nha. Dạ không, không có Yến Nhi nha anh Giang ơi. Cảm giác như là Chozuho ngày hôm nay đang sao vậy ta? Đợi em xíu em kiếm Sanchez cái đã. Để coi là Sanchez đánh đây. Sanchez ngày mai mới đánh. Sanchez đánh lúc 21 giờ. Vậy là ngày mai tính ra cái lượt trận 21 giờ hay á chứ. Lượt trận 21 giờ có trận của Sanchez, có trận của Thiền Quang cho Sung Won. Có trận của Nguyễn Đức Anh Chiến, có trận của Phương Linh luôn. Bây giờ Hoa Nông Bông cũng đánh lúc 9 giờ nè. Kim Im Won, David, Kim Im Won thôi. Tính ra ngày mai lượt trận 21 giờ là hay á. Cô Tát đang quánh chắc tay quá. Buông ra là hai điểm rồi. Hình bây giờ điểm số thứ ba thì hơi khó cho nên là không có. Một cú đánh cúp vòng về dành cho Jojo. Như vậy thì lần này thì Chozo sẽ có điểm đầu tiên. Như vậy là cả Bomi và cả Yongsubin thì đều ở trên khán đài và cổ vũ cho người đội trưởng Vinford Chozo. Nhưng mà hai cô gái ngồi ở trên khán đài thì có hai kết quả trái ngược nhau. Nếu như Yongsubin thua thì Kim Bomi đã giành chiến thắng 3-0. Cảm giác như là ngày hôm nay Chozo đang hư. Và với việc này thì cô Tát hoàn toàn là đang có cơ hội. Đối thủ đang hư. Nhưng mà cú đánh này của cô Tát thì không thể né đá rồi. Minh Cẩm mà Minh Cẩm với Thiện Quang gặp nhau thì nói chung mọi việc đều có thể xảy ra hết. Nhưng không, nếu như mà cả hai tại cùng một vòng đấu mà cứ vào trong thì có xác suất gặp nhau thôi. Nhưng mà gặp nhau ở đâu thì chưa biết được. Nhưng mà quan trọng là ngày nay ngày hôm nay anh Cẩm phải thắng nè. Ngày mai thì Thiện Quang phải thắng được cho Sung Won. Khó. Cực kỳ khó. Như vậy thì Chozo với hình này là đánh ăn về băng ngắn. Một cú đánh tứ băng. Đó là một cú đánh với ý định gài của Chozo.
Và sau khi có điểm thì để lại hình huy cho Jojo cũng khá thuận. Hình này thì cũng đẹp với việc có thể ghi điểm. Tiếp tục là cú tứ bằng này. Jojo ghi cho mình điểm thứ ba. Mạng lắc thì nói chung là do tín hiệu đường truyền ở bên hàng về anh ơi, cho nên cái này là thông cảm anh ơi, chứ cũng khó mà fit á. Đội ngũ kỹ thuật thì cũng liên hệ với bên hàng rồi. Đây rồi, đây mới là cái hình ảnh mà Chozo thường thấy nè. Đang bắt đầu vô rồi, bắt đầu đứng con hướng một đánh này. Vẫn còn cơ hội ghi điểm dành cho Chozo với một hành vi chưa khó. Như vậy thì đó là điểm thứ năm cho Chozo. Jojo với hình này quyết định là sổ luôn à. Nhưng đây chưa phải là một quyết định mang về điểm thứ sáu. Quyết định của Botas là hướng đến một cú A băng. Quá tốt, một cú A băng 2 điểm dành cho Philip Botas. A băng chỉ bị quá chính xác. Một cú múa quá hay rồi, hai cái băng sót liên tục, một cái A băng, một cái múa, hai cái chính xác, và đó là 4 điểm dành cho Philip Coutard. 6 đều, một đối trọng thật sự dành cho Jojo ở trong trận đấu đầu tiên này. Philip Coutard đang là một đối trọng, một đối thủ cực kỳ là khó chơi, đang quá bay rồi. Cô Tát đang hay một cú cúp ngắn, dài ngắn chính xác cho cô Tát. Một cú chạm xanh và quyết định của cô ta đó là một cú ba băng con chăng, đó là một cú ba băng con, một cú ba băng con không thể nào chính xác hơn dành cho cô ta, và cô ta ra tiếp tục thêm một cái ba băng nữa. Wow, đang đánh hay, đánh bay và còn có những hình bi thuận lợi liên tục. Thêm một cái ba băng nữa thì sao nào? Chưa có bất kỳ một sai lầm nào, một sai số nào, một tình huống xử lý thiếu chính xác nào trong lượt cơ này.
Một lực cờ đang mang về điểm thứ bảy rồi. Bắt đầu với những cú đánh băng shot. Và ngay sau đó là những cú đánh chạm tốt, chạm chính xác. Và có điểm và cứ gai hình. Đang liên tục là những cú ba băng con rồi. Như vậy là cô ba chăng? Một cú cô ba. Cô ba chính xác cho Philip Kotat. Tám điểm rồi. Đây là một lượt 8 điểm của cô ta rồi. Bi này mà thấy xanh thì không có gì để nói. Nhưng mà không thấy xanh thì vẫn còn có thể cúp trắng được. Trời ơi, quánh chính xác chưa? Quánh chỉ bị cúp ngay táo không? Quá quánh này. Hai run đang là 9 điểm. Bi này thì nói chung chạm xanh ba băng con được, nhưng mà nếu thấy trắng thì ngon hơn. Thấy trắng không? Cái góc máy quay này khó nhìn quá. Như vậy là không thấy trắng, chạm xanh ba băng con thôi. Wow. Có không? Không có. Như vậy thì dừng lại cho mình đó là một lượt cờ 9 điểm. Một lượt cờ 9 điểm và qua đó dẫn trước Chozo với một cách biệt tạm tạm là 5 điểm rồi. Rồi nghe đơn giản nhưng mà cô ta đánh không hề rơm rà chút xíu nào á. Để xem là Chozo trả đũa lại Philip Kotat như thế nào. Khi mà Kotat đang quá hay. Trời ơi, chiếu rồi. Bị trắng chưa đủ để giúp cho chưa đủ xe để giúp cho Chozo ghi điểm trong cú đánh vừa rồi. Một điểm được ghi dành cho Chozo trong lượt cơ vừa rồi là quá ít. Ngay sau khi không có điểm với hành vi ở điểm số thứ hai thì cũng để lại cho cô tát một hành vi rất dễ chịu. Bi này là quá dễ chịu rồi. Quan trọng là muốn gài xanh như thế nào mà thôi á. Điểm dành cho Philip Kotat. Điểm thứ 12. Chứ bi đó chủ yếu là muốn thằng xanh nó đi đâu thôi. Chứ bi đó là đá không đá. Chắc chắn không đá rồi. Chủ yếu là thằng xanh. Như vậy thì bi này nếu như mà là một cú chạm xanh thì có nhiêu chơi nhiêu rồi. Góc chúng là lớn. Điểm 13 dành cho tay cơ của Phượng Hoàng. Hay quá hay. Khả năng là sẽ 2-0. Khi mà hình bi sau khi có điểm 13 của cô Tát là một hình bi mà điểm 14 có sẵn. Một hình bi mà nói chung với phong độ đang cao của Kotat thì
Việc cảm nhận điểm trúng có vẻ như là đang không gặp phải vấn đề gì. Để xem nào. Có hay tốt. Như vậy đó là một cú đánh ghi điểm thành công cho cô ta. Đúng thật sự là với một cảm giác bi đang quá tốt, một cảm giác chạm đang quá phiêu, quá bay, thì việc cảm nhận về điểm trúng trong cái vị trí vừa rồi của Pisan, cô ta đánh rất tốt. Mấy cái lúc mà sình sình, mấy cái lúc mà kiểu sườn sượng cơ, mấy cái trái đó đánh mới dễ dễ tuột thôi. Chứ mà còn đang bay như cô ta thì có điểm và kết thúc luôn, quá ngọt ngào. Set 1 4 mũi. Set 1 4 lực cơ, set 2 5 lực cơ. Và 2-0 dành cho Philippe Cotard trước Chozo. Chúng ta cùng tạm giải lao để xem là Chozo sau khi nghỉ giải lao một chút xíu, một khoảng thời gian để lấy lại sự bình tĩnh thì sẽ vào set 3 như thế nào.
Vâng, như vậy là chúng ta cùng trở lại với set đấu thứ ba để xem là sau khi thua trắng 2 set thì Chozo liệu có thể bình tĩnh và quay trở lại trận đấu không. Bây giờ thì Chozo đã có thực hiện một cú đánh đề bắt có điểm rồi. Chozo nếu như đánh đúng với phong độ thường ngày là cũng mệt rồi, nhưng mà ngày hôm nay thì phong độ đang hơi thấp một chút xíu, có vẻ như có một chút xíu gì đó đối với cánh tay của Chozo chăng, khi mà ở trong hai set đầu tiên đánh nó chưa quá mượt. Wow, như vậy thì đây là một tình huống né đá khá may mắn của Chozo. Một tình huống né đá phải nói là đi lọn qua cho bi xanh và trúng vàng luôn. Khá may mắn. Thì em xin chào anh Danh nha. Máu anh cảm những trước 2-0 rồi. Em cũng vừa mới check bên đó xong. Hay. Nói chung là thấy 14, 10, 14, 12 gì đó. Là cũng thấy hơi mệt mệt trong người. Nhưng mà may là anh Cẩm có thể kết thúc được. Sau khi đề ba ghi 4 điểm thì Chozo để lại cho Kotat một hành vi có vẻ như là sẽ có điểm dành cho Kotat chăng đây. Như vậy là có điểm dành cho Kotat. Xin chào anh Nguyễn Văn Chiến nha. Hướng đến cho mình là một cú gãy. Một cú gãy. Một cú gãy không có điểm dành cho tay cờ của Phương Hoàng. Chỉ có một điểm được ghi dành cho Philip Cô Tát mà thôi. Lỡ ngỡ có khi vô ban đó nha, không đùa đâu á. Kotat mà không thể đánh giống như set 1, set 2. Còn Chozo cứ quay về với cái bản ngã, với một cái phong độ ổn định. Thì thực sự là Kotat cũng có nguy cơ là thua 2 set 3-4 để vô ban. Mọi việc đều hoàn toàn có thể xảy ra hết. Cú cô ba hay của Chozo. Cô ba xong có điểm mà ra bây giờ đây. Một cú A băng. Trời ơi, lọt giữa luôn, hai trứng luôn mà. Chỉ bị dậy mà còn xuyên qua giữa được kìa.
quá đen, đánh chỉ bị quá đen. Một cú cúp có vẻ như là không thành công. Quốc Nguyện thì bị loại ra nhanh thành Lê. Joseho cứ từng lượt cơ một và có những điểm số cho mình. Với lượt cơ thứ ba thì tiếp tục là một lượt cơ ghi điểm thành dành cho Joseho. Tour này thì có 6 tay cơ Việt Nam nhanh dàng. Ba bàn còn chính xác. Anh Cẩm thì 2-0 rồi, cho nên là cũng đang mong mong đợi nha. Joseho đang có cho mình điểm số thứ ba và đang dẫn trước Philippe Potat 7 điểm. Đang là một set thi đấu mà Joseho có lợi ngay từ lượt cơ đầu tiên. Cô phát chạm xăm ba băng cha rồi. Đó là một cú chạm chính xác dành cho tay cơ Phượng Hoàng. Một cú đánh chạm trắng ba băng dàn ngắn dài. Vừa né đá và có điểm tốt dành cho Philippe Cotat. Dạ đúng rồi anh Giang ơi, Subin thua rồi, thua Ben. Thì một cái ba bằng con nữa, hình này thì dễ hơn hình vừa rồi nữa. Và với hình bi như thế này thì cô ta khó mà bỏ lỡ. Điểm thứ ba dành cho tay cờ của Phượng Hoàng. Nếu như để nói về hình bi tiếp theo của Philippe Cotat thì đây không phải là một hình bi khó xử lý. Đây là một hình bi còn nằm trong cái khuôn khổ có thể ghi điểm được. Điểm thứ tư thành công cho cô Tát. Đúng rồi, Limire còn nha. Kim Bomi cũng còn luôn.
Bây giờ thôi, để em check sơ cái kết quả của ngày hôm nay, những tay cơ mà nổi bật của nữ, xem ai qua rồi. Mấy hai anh nữa cũng qua nữa. Trời ơi, với hình bi như thế này mà cô Tát bỏ lỡ. Ổn chưa? Quá ổn. Chơi Yoram thì ngày mai đánh nha. Những cái tên đã vượt qua vòng 32 có thể kể đến như là bé Han, như là Kimina, thắng Ben, Kim Bom Mi, Limire và Hida. Hida thắng 3-0 trước bé Dông luôn, Dông Di Vu. Wow. Ui. Đá. Đèn chưa? Chị bị nó đá ủng quá. Bàn này nếu mà theo như thông thường thì là bàn mid 5.0 á. Để em xem này thử phải bằng đó không. Đã có một điểm dành cho Philippe Potat, nhưng mà để xem đây có phải là cái bàn mid 5.0 hay không. Tại bình thường đánh trên bàn đó không ạ? Đây. À, không, đúng rồi. From mid 5.0. Đánh bàn from mid 5 chấm. B thì là Helles Vision Black. Kim Gayon thì chưa đánh. À, tour này thì nhà tài trợ là La On. Nhà tài trợ là La On. Đối với La On thì chúng ta có những tay cờ, đó chính là Baek Min-soo, Lee Jung-suk, Nguyễn Đình Chiến, Hwang Eun-bum, Kim Ji-geun, David Martinez, Oh Tae-chun. Đấy, đấy là những tay cờ nước chủ nhà của đơn vị nhà tài trợ lần này. Còn kể Sóc An và chắc không đâu nhỉ, chỉ nhớ em cũng tương đối tốt quá chứ. Tát vừa có cho mình thêm một điểm thứ ba và điểm thứ tư cũng chỉ cần mỏng là trúng thôi. Hay là đè luôn không? Mỏng chứ nhỉ? Cú lê. Một cú cú lê. Quá uy tín luôn. Một cú cú lê ghi điểm thành công dành cho Philippe Coutat. Dạ đúng rồi anh Giang ơi, ngày mai Nguyễn Đình Chiến đánh á. Ngày mai đánh vào lúc 21 giờ. Như vậy thì với cú đánh cú lê có điểm này thì Philippe Coutat và Cho Soho hòa nhau điểm số. Và đây là chín đều. Nhưng mà chín đều rồi sao nữa, bị ra chưa đẹp. Ừ,
Bi này 9 đều nhưng mà không có điểm số thứ 5 để dẫn trước cho Zoho thì nói chung cũng chưa quá nguy hiểm. Bi này khó. Quyết định của cô Tát đó là hai cái ngắn cái dài rồi. Bắt được không? Có cái mép. Một cú đánh đúng thật sự là cần có một chàng vỗ tay dành cho tay cơ của Phượng Hoàng. Quá khéo. Chọn một cái điểm rời chính xác. Khéo quá khéo. Công nhận. Đánh JB mà phải nói Simi Signer ngồi trên khán đài còn phải há hốc mồm mà. Còn phải trầm trồ với Philip Kotat nữa thì không có gì mà không phải vỗ tay cho cú đánh vừa rồi. Sau đó là một phần thưởng dành cho Philip Kotat và Kotat mang về điểm số thứ 6 thành công. Hay quá vậy ta. Lúc đầu thấy Chozuho có vẻ hơi tươi tươi rồi. Nhìn Kotat làm cái Chozuho mất hình luôn. Tới giờ chưa được ra đánh nữa. Cô ta đang chưa sai, đang chưa sai bất kỳ một hình bi nào ở trong lượt cờ thứ tư của mình, một lượt cờ mà đang hướng đến một chiến thắng luôn, một chiến thắng 3-0 dành cho cô ta, có cơ hội luôn ở trong lượt cờ này nữa chứ. Với hình bi này nếu như mà vàng với xanh mà nằm ngang á dễ gài, còn nằm như này thì thôi đánh trúng cái rồi tính tiếp. Một cái ba bằng cha nằm kiểu kiểu như này thì trúng trước cái tính nhưng mà không trúng luôn, dừng lại với một series 7 chưa chiến thắng. Jojo vẫn còn nguyên cơ hội với một cái ba băng mà vị trí của bi xanh nằm gần với cái khu vực dậu. Đúng hơn là bi vàng chứ nhỉ? Xin lỗi, bi vàng nằm gần với cái khu vực dậu. Một cú ba băng con quá đẹp dành cho Chozo. Một cú chạm không quá khó khăn dành cho tay cơ đội trưởng của Rinford. Nhưng mà hình này nếu như mà chạm lên trên á, chạm cái mép ba băng á thì phải né đá nè. Còn thí dụ mà muốn cúp vàng á thì cũng hơi khó nữa. Cho nên đây là một hình bi mà Chozo cần phải quyết đoán. Bi này là phải kỹ. Né đá là thành công. Quyết định của Chozo đó là một cú đánh gãy. Một cú gãy không tốt dành cho Chozo. Một cú đánh của Chozo thì chỉ tốt ở mặt né đá thôi. Với toàn tính là né đá nhưng né đá né trúng. Bi vừa rồi khó chịu lắm đấy chứ. Bi có đá cho nên là khó chịu. Nhưng mà sau đó thì cô ta cũng tẹt cơ. Một tình huống tẹt cơ không mong muốn. Cơ hội cho Châu. Trời. Có tê không vậy? Quánh cho bị hụt luôn. Nhìn
Nhìn Chibi này tưởng đâu là dễ trúng dành cho Chozo đó chứ. Thấy con nhiều chơi nhiều là thấy vô rồi. Nhưng mà cuối cùng rồi thì lại là một cú đánh bỏ lỡ của Chozo. Hơi tiếc. Chà. Để xem cú dựng về này của Kotat có điểm không. Không thể nào chính xác hơn được nữa. Đó là điểm 13 dành cho Philip Kotat. Quánh chưa bị dựng hay chưa? Quánh chưa bị đỉnh thiệt. Bắt cái thì chúng mà nó là vô nguyên con trắng luôn mà. Một cú gãy không, đó là một cú A luôn. Tưởng đâu gãy ai về là ai. Mã Thiện Quang ngày mai mới đánh nha. Trận của anh Cẩm thì anh Cẩm đang có cơ hội thắng 3-0 á. Vẫn có một cơ hội dành cho Jojo. Không, như vậy là chỉ có một điểm dành cho Joe thôi. Một điểm duy nhất ở trong lượt cơ vừa rồi dành cho Joe. Và điểm đang là 11 cho Jojo và 13 cho Philip Kotak. Khó khăn dữ ta. Bi này mà cô tát có điểm thì có khi là đủ luôn á. Như vậy là có một cái mép. Có một cái mép và đó là matchball dành cho Philip Kotat. Liệu là có thể kết thúc luôn chưa đây? Bi này nói chung xanh nằm cũng đẹp. Nhưng mà góc chạm nó hơi khó. Như vậy là kết thúc dành cho Philip Kotat 3-0. 3-0 chọn chỉnh Philip Kotat dành cho Chozo. Quá ghê gớm. Chozo ngày hôm nay như chết lặng trước Philip Kotat. Và như vậy là bên anh Cẩm cũng vừa báo tin là 3-0. Như vậy là cả hai trận đấu ở lùng 1 và lùng 2 đều kết thúc với cùng một kết quả là 3-0. Kết quả có lợi đầu tiên dành cho đội tuyển Việt Nam. Và một bất ngờ là Châu cũng đã bị loại bởi Philip Coutad. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị vào ngày mai. Chúng ta sẽ tiếp tục với những diễn biến tiếp theo ở vòng 1-2-8. Chúc tất cả ngủ ngon.